Ui em chào anh, em chào hai anh. Ui bật cam gì ở đâu đấy, em mà mày, 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 mày ăn đây ạ. Nhanh nào. Nhanh nào. Rất vui đâu rồi gì mà tay anh rung không phải không phải đây đợi rất vui vui chuyển lên em. Ui em bị run đó mọi người ơi, từ từ anh cũng đang run lên run lên em bị run anh cũng đang bị đang run lên hồng mi vọng sao nhở sao nhở mọi người chào anh. Ui run thật nhá mọi người ơi, nói bị run luôn. Mình vọng. Hello Loi. Cam trật tự. Em chào mọi người ạ. Em chào anh ạ. Chào em, chào em. Tay của em nó cứ run run ý. Con làm xem, con làm xem. Vì vòng biến. Áo của Lôi này. Lôi ơi, Lôi này. Áo của Lôi à? Sao cô xinh gái thế? Ui. Em xem từ đợt anh làm trên YouTube cơ. Ô chết, nói này có đúng không nhỉ? Được, không sao, riêng sao, riêng sao. Anh bên anh còn chưa làm trên TikTok cơ. À. Đấy. Thế là từ đợt đấy cơ. Đấy kia bé luôn. Dạ. Ui mọi người em run ấy, không biết nói gì cả, em xin lỗi. Cháu lè đấy. Đây. Đây đánh bấm nó.
Thế là bỏ tay ra. Nói cho quả ấy, cứu tâm đấy. Tâm follow đi mọi người. Tâm follow chứ ai follow đấy. Nhiều quá chứ bây giờ cứu, cứu tâm mà. Nói để cho anh Tiến chọn đi. Được thật đấy. Anh Tiến mà chọn thì Nam đừng có comment làm gì nữa nha. Cho mất công nha. Đấy, Nam comment cho con trai đừng có comment. Anh Tiến chọn đi. Ôi chọn đấy, chào em. Hello nha, hello mọi người. Cô có biết ai đây không? Lôi, em thấy lôi con rồi mà. Biết mỗi lôi con á? Chắc là không biết anh Tiến đâu. Không biết anh này đâu này. Chắc chắn luôn. Lôi hello con Châu đấy. Chào Đông đi. Chào cô Châu đi, mời chào cô Châu đi. Chào cô Châu à? Chào cô Châu à? Hello con trai. Tôi biết mỗi lôi thôi, không biết các chú đâu. Đây chú Đông, đây giới thiệu em là đây là chú Đông. Anh là Đông Bao Lù. Dạ. Cũng gọi là người hỗ trợ lôi con về Việt Nam. Anh Đông Bao Lù nhá. Anh là Đông, họ tên đầy đủ là Nguyễn Văn Đông. Sinh ngày 14 tháng 7 năm 1986. Dạ. Quê quán Thái Bình, đang độc thân. Nóng, quê Thái Bình, Đông Hưng Thái Bình. Dạ, em tên Châu, quê ở thành phố Cam Ranh ạ. À, Cam Ranh à? Ui dồi ôi, à? Mấy hôm nữa bọn anh vào Cam Ranh đấy. Yeah. Anh vào chỗ đúng Cam Ranh đấy. Dạ, yeah. Em ở trung tâm thành phố luôn. Anh vào ngay cảng đúng không? Nhớ xưa anh, em nghe nói mọi người vào cảng Cam Ranh mà. À, anh là Đông, anh chưa vào đó bao giờ. Ủa sao bữa em nghe nói anh Quang Linh vào ngoài ta? À, hôm nay anh Đông mới về, anh Đông mới về Việt Nam. Ừ. Anh Đông này mới về Việt Nam đấy. Ừ. Mới về đây hôm kia bọn anh đi nhưng mà không có anh Đông. Nói Tiến rồi. Đợt đấy là anh Tiến anh đi rồi. À, đợt đấy anh Tiến rồi, anh Tiến đi. Em chắc là không biết anh Tiến đúng không? Dạ, em có theo dõi nhưng mà cũng không có rành mấy anh lắm. Em chỉ thích biết lôi. À, thế à? Xong cười kìa. Ôi, con sông quê. Ôi, con sông quê, sông quê. Vui quá. À, vui tính quá. Chắc là treo đấy. Chắc là treo thôi mà. Nói chuyện đây, nói chuyện bằng nhau với Châu xuống này. Thế là Châu không thích nói chuyện với Đông à? Em thương cái Lôi. Ui, Đông Châu. Nghe nó uy tín thế. Thôi Lôi nói chuyện với cô đi kìa. Cô ơi, con tên là cô Châu à? Đúng rồi, cô tên cô Châu. Cô Châu có người yêu chưa? Cô Châu chưa có người yêu, cô Châu còn đây sợ ế đi này. Cô yêu chú Đông không? Chú Đông không? Trời là trời. Rồi con làm mai cho cô Châu đúng không? Dạ. Con làm mai cho cô Châu đúng không? Dạ. Để cô Châu inbox con nha. Dạ. Để cô Châu inbox con nha. Inbox ai? Đông, Đông Bao Lù. Đông thì Đông. Đông. Nguyễn Văn Đông. Đông. Nguyễn Văn Đông nha. Để tay nha. Dạ. TikTok tên Đông Bao Lù. Anh là Đông, quê ở Hồng Kông. Anh không vậy hả? À, cảm ơn em nha. Cảm ơn nha. Để tìm người khác lên nói chuyện tiếp nha. Dạ, chúc bye em. Bye anh. Bye bye Lôi. Thơm. Bao nhiêu người? Để chú. Để chú. Rồi, ok, bạn này vui tính quá. Thôi xong, không biết là người ta trêu đấy, người ta đùa chắc không biết rồi, biết trêu thôi, trêu anh lại đấy. Không phải trêu đâu, thật đấy. Trêu đi, anh hay trêu, bây giờ mọi người thật đấy, không phải trêu đâu. Rồi, bây giờ là cho anh Tiến chọn tiếp này.